người chơi sẽ bắt đầu thử thách với một chồng ly, gồm 39 chiếc ly xanh và một chiếc ly đỏ ở dưới cùng. Thử thách đòi hỏi tốc độ nhanh và sự tập trung cao độ. Người chơi sẽ phải di chuyển nhận từng chiếc ly từ trên cao xuống đáy lần lượt bằng hai tay. Phải lặp lại động tác 30 lần cho đến khi chiếc ly đỏ trở về vị trí dưới cùng của chồng ly. Không hoàn thành trò chơi trong 60 giây, bạn sẽ thua cuộc.